Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc 5 chỗ ngồi gầm cao đẹp xuất sắc mới về tại showroom bên em. Chiếc xe này là Toyota Cross. Con này bản 1.8G sản xuất 2022 và hiện tại bên em đang chào bán là 730 triệu. Xe mới đi hơn 1 vạn và sơn zin cả xe các bác nhé. Các bác quan tâm chiếc xe này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em để xem xe hoặc nhắn tin gọi điện cho em. Và bây giờ em sẽ quay vòng quanh chi tiết của chiếc xe Toyota Cross 1.8G sản xuất 2022. Xem chiếc xe này nội ngoại thất form dáng đẹp như thế nào các bác nhé. Và chất lượng xe ra sao. Đấy. Cùng quan sát luôn giúp em này. Em đang ở phần ở phía đuôi sau xe. Hệ thống đèn lùi này là đèn tự động hết rồi. Đèn LED hết rồi các bác ạ. Cảm biến trước và sau đều có hết nhá. Con này camera này. Đó, khoang chứa đồ hành lý rất là rộng. Em sẽ kiểm tra kích lốp dự phòng cho các bác cùng theo dõi luôn này. Con này là tất cả lốp còn nguyên bản theo xe. Lốp sửa cua cũng chưa sử dụng. Khoang chứa đồ hành lý rất là rộng luôn. Đó. Các bác nhìn luôn giúp em này. 4 quả lốp này. Còn mới keng luôn ạ. Bởi vì chiếc xe này thì mới đi có 1 vạn thôi, hơn 1 vạn thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ dao động tầm từ 6 đến 7 lít. Xe này thì có trang bị xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương này. Đấy, hệ thống đèn bi LED tự động hết này. Cảm biến chống va chạm ở phía trước này. Mặt nạ chrome tản nhiệt ở phía trước. Các bác nhìn cái thiết kế này nó rất là trẻ trung nhá. Đây là một chiếc xe cùng phân khúc với Mazda CX-5, cùng phân khúc với Tucson. Nhưng mà chiếc xe này thì nó lại thuộc về dòng nhập khẩu nên đi nó rất là đầm và rất là chắc. Và Toyota thì chiếc xe này cũng khá là được ưa chuộng. Về phần nội thất thì chiếc xe này là có gương kính chỉnh điện rồi. Đấy, ghế chỉnh điện đầy đủ, phím tích hợp trên vô lăng và điều hòa tự động. Màn hình 10 inch. Chiếc xe này thì các bác canh các chị nếu mà ở xa không về được thì cứ làm việc với em qua điện thoại. Em sẽ cho dịch vụ vận chuyển giao xe đến tận nơi để các bác check test ok chuẩn zin thì các bác nhận xe thanh toán cho bên em nhé. Xe cam kết là chưa mất một phân keo chỉ nào và sơn zin cả xe. Em sẽ quay qua khoang động cơ này. Động cơ 1.8. Các bác nhìn chiếc xe này giúp em này. Dòng Toyota Cross này thì rất là dễ xem máy luôn anh chị ạ. Mà em cũng quay rất là chậm từng con ốc một. Nên là các bác có thể zoom lên nhá để mình xem. Một chiếc xe nhập khẩu. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Và bên em đang chào bán công khai tại 166 đường Trường Chinh. Các bác nhớ follow kênh của em để có thể cập nhật mẫu xe các bác ưng ý và giá cả thì vẫn có thể thương lượng được. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh các chị rất là nhiều.